Tenuto. Aspetta. Aspetta. Che ne hai messo?
Thank you.
You're not eating. เปรี้ยวหวานฮะล่ะเจ้าปูนาเจ็บน้อง Bye bye, no fear. Okay, no. That's a young man. Yeah. Yeah. Yeah, no, my fancy. Yeah, okay. Bye bye. Thôi đấy nhờ xem nào mẹ mẹ ai non kia gì nó ít chứ ít chứ mẹ mẹ ô mẹ mẹ ít đây quả đẹp này cô tròn tròn đấy Con ngồi ở thật nhá. Dây đấy. Em tao
Không, em bắt ở dưới suối chị xem đi nhỉ. Bao nhiêu đấy? Nhiều. Chị uống chắc là hai tầm 2 cân đấy. Em lấy chị hơn 180. Đúng. Con này to. Thôi không phải bù đâu. Phải bù để đâu. Em xin nhé. Vâng, em xin. Thấy chưa? Vâng, em xin. Em có xếp phòng dạp, xếp phòng 8 không? Em tìm xem nó đâm. Thank you.
Con gì đã? Mẹ đi đâu cũng mua được gì cho con. Có, mẹ mua kem đánh răng, mua xà phòng dạ này. Đây. Cái gì vậy? Cái này mẹ làm tan xong đi bắt cá ra, bán cả. Mẹ mua kem đánh răng này, xà phòng giặt này, bánh xà phòng 8 này. Cái này bánh xà phòng không? Con ăn được đâu nhá. Lấy vào nhà đi. Con đi học hả về á? Ừ. Mẹ bảo đi đón con, mẹ đi bắt cá xong về con hả về á? Xem nhé. Đói hả? Buồn thế. Nay mẹ không mua gì cho con. Mẹ làm tí á. Mẹ làm chú móc quần áo đó, không để ở giường bẩn lắm rồi. Con đi học ở lớp cả tuần về, con nhớ mẹ không? Nhớ. Nhớ. Thích cô giáo ấy không? Cô giáo cho cả váy xinh không? Váy đấy em đang mặc con cô giáo cho á? Dạ. Một hai hôm nữa cho tìm tiền nộp phí họ đi học cho Diệu ấy.
Cô giáo bảo nộp bao nhiêu chương? Điểm. Dạ. Cô giáo bảo nộp bao nhiêu? Cô giáo bảo nộp bao nhiêu tiền? 100 thôi á. Nộp 100 cho á. Con đi vào nhà đi. Con về đây hồ mẹ ơi. Về đây hồ mẹ giữ này. Cầm. Dịch thế này này mới móc được. Mắc quả đi con. Quả của con. Đồ chú không? Đồ móc ở đây. Móc ở đây. À, ở đây. Con này. Ừ. Con mở cửa ra đi. Dạ. À, con cất ghế đi. Cất ghế đi con.
Con rồi mẹ đun lửa nấu cơm cho con ăn nhá. Con lấy bờ gai cho mẹ đun nào. Con lấy đi cất đi, con để ở bàn. Lấy cất ở ngoài